Chào anh chị nhé, thì chào anh chị đến kênh chứng khoán Đăng Nguyễn. Hôm nay em sẽ nói về phân tích cổ phiếu MVB. Cổ phiếu này thì đã vượt đỉnh ở giá hôm nay, thì không biết có vào được không. Thì cổ phiếu này đã vượt đỉnh ở giá 25, tại nó vượt qua cái đỉnh giá 24.7. Thì nhiều anh chị đang thắc mắc và đang tò mò hiểu hiểu là thị trường nếu cổ phiếu này nếu mà vượt đỉnh như này thì khả năng điểm mua điểm bán đoạn này nó có nguy hiểm hay không, hay là đang mua hay là muốn bán. Thì trong video này em sẽ nói về mã cổ phiếu mới bên này, phân tích cho anh chị để cho anh chị có một cái nhìn khách quan và tổng quan về mã cổ phiếu mới bên này. Và trước anh chị nào mà theo dõi video ấy, có thể đăng ký kênh hoặc là để follow bạn like, đừng quên like và follow kênh em để nhận được những video hàng ngày của thị trường chứng khoán Đăng Nguyễn. Quay trở lại nội dung của video ngày hôm nay, thì em sẽ nói về cổ phiếu MVB này. Cổ phiếu MVB này thì em sẽ đi qua về tổng quan trước, từ tổng quan đến phân tích kỹ thuật. Đầu tiên là em sẽ đi về hồ sơ doanh nghiệp và tổng quan doanh nghiệp một chút. Về thứ nhất là về tài chính, thì anh chị nhìn thấy là cái bức tranh tài chính của mã cổ phiếu MVB này. Về tình hình kinh doanh ấy, thì anh chị cũng nhìn thấy là tình hình kinh doanh từ quý 4 2022 đến quý 3 2022 này, tốc độ tăng trưởng doanh thu đạt mức tầm 18.000 tỷ, trên 18.000 tỷ, và lợi nhuận sau thuế cũng đạt 3.600 tỷ này, và nó chạy đều cho các quý này. Ở mặt bằng em thấy nhận thấy là cái mặt bằng này rất đều luôn. Đây là kết quả kinh doanh là khá ổn định và tăng trưởng. Và theo các năm này, từ năm 2019 đến 2023, tốc độ tăng trưởng của cổ phiếu MVB này thì là cũng được tăng trưởng đều từ qua các năm. Đi nói về cổ phiếu MVB này thì nó sẽ là thuộc con cổ phiếu ngành ngân hàng. Cụ thể là ngân hàng quân thương mại cổ phần quân đội MVB, viết tắt là MVB. Thì nếu anh chị nào đầu tư trên thị trường chắc là trong nhóm ngành ngân hàng chắc cũng ít nhiều biết tên mã cổ phiếu này. MVB thì nó là cái con mà trong cũng là con trụ trong ngành ngân hàng, khá là ổn định. Và tiếp theo là cái bức tranh về cân đối doanh thu ấy, mọi người nhìn thấy là bức tranh từ năm 2019 đến 2023 về bức tranh doanh thu và doanh 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 vụ ấy, doanh thu dịch vụ thì cũng đang tăng trưởng đều qua các năm này. Từ 2019 thì là đạt 37.000 tỷ này, đến năm 2023 thì nó đã đạt 82.000 tỷ, và đã từ trải qua từ năm 2019 đến 2023 trong 4 năm thì bức tranh doanh thu thì nó đã gấp đôi về bức tranh tài chính, và lợi nhuận sau thuế cũng đạt từ 8.000 đến 21.000. Thì nếu tính bình trung trung bình thì nó vào tầm ở lại khoảng gấp rưỡi hoặc là gấp 2-3 lần, gần gấp 3 lần. Đây là một kết quả kinh doanh là khá là ổn định và tăng trưởng đều. Nói về một mã cổ phiếu và một doanh nghiệp như thế này để làm ăn khá là ok. Về bức tranh cân đối kế toán ấy, thì cũng thấy là từ năm quý 2 2022 đến quý 3 2023 này, thì bức tranh kinh tế cũng đạt doanh thu từ 72.000 tỷ đến 94.000 tỷ, cũng là một con số là khá là cao cho một ngành doanh nghiệp ngân hàng. Và tài sản hiện tại thì cũng đang được đánh giá là mức độ khá là cao. Tài sản hiện tại thì đang là con số là 944.000 tỷ là tài sản năm quý 4 2023. Và hiện tại thì tiền gửi còn vay đấy thì đang là tiền gửi của khách hàng ấy, thì đang là tầm 567 nghìn tỷ, con số nó khá nhiều, và các vốn hoặc quỹ cũng bắt đầu gom vào đây là tầm 92.000 tỷ này.
con số cũng khá là cao. Và các chỉ số đánh giá khác nữa nữa là về phân tích thì trong cơ bản ấy thì nó là các chỉ số như P/E này, EPS này để đánh giá một mã cổ phiếu. Thì P/E thì nó đang là tầm 6 6,32, thì P/E thì đang định giá ở mức độ đầu tư dài hạn được, có nghĩa là mức độ đầu tư trung bình ổn định và có thể là sẽ đầu tư dài hạn được. EPS thì nó đang là lợi nhuận mua một mã cổ phiếu đang là 3.965 đồng, 65,5 đồng. Thì xong đi EPS này chỉ số này cũng là khá là ổn định và cao này để đánh giá một doanh nghiệp đầu tư được trong lợi này. Và tốc độ tăng trưởng ROE thì đang là 24%, tức là đã gấp, nếu mà để nói vào lãi suất ngân hàng hiện tại thì nó rơi vào tầm 4-5% một năm, thì ROE thì tốc độ tăng trưởng lãi gộp là 24%, tức là lãi khoảng nếu chia cho 6 thì nó rơi vào tầm 4-6-24 thì rơi vào gấp 4 lần lãi suất của ngân hàng tăng trưởng ấy. Có nghĩa là nếu mà anh chị đầu tư con này thì có thể lãi suất tăng trưởng tiền tiền vốn của anh chị thì có thể tăng gấp 4 lần, ít nhất là 4 lần với mã này. Tiếp theo là về về con trong ngành này thì thực ra là đánh để mà định giá con này thì cũng hơi khó. Nếu mà để định giá con này thì em cứ dựa vào định giá sơ sơ bản cơ bản ấy, thì em có lấy tỷ vốn hóa là một tỷ vốn hóa hiện tại là con cổ phiếu này đang là 132.000 trên 132.000 tỷ này, và số lượng cổ phiếu đang lưu hành thì nó là tầm trên 5 tỷ cổ phiếu, thì em cứ lấy con số tỷ vốn hóa chia cho khối lượng cổ phiếu thì nó ngẫu nhiên nó ra một con số là giá 25. Đây em đã chia sẵn ở đây, đây là nó chia sẵn trong cái cột này, tức là em sẽ lấy cái giá này tỷ vốn hóa thị trường là cái số con số này, xong em chia cho cái con số mà số lượng cổ phiếu đang lưu hành đây, xong nó tự ngẫu nhiên nó ra con số là 25.000 đồng, thì nó đúng bằng cái con giá mà giá hiện tại của cổ phiếu này. Thực ra đánh đánh giá để mức độ định giá cổ phiếu này đấy thì còn nhiều cách nữa để định giá và nhiều phương pháp, thì đây là cách cách mà đơn giản nhất và nhanh nhất, thì mọi người cứ lấy cái tỷ vốn hóa chia cho khối lượng cổ phiếu thì nó đã sẽ ra cái giá trị hiện tại của cổ phiếu này. Thì đây là cách tính máy móc ấy, thì nó sẽ như thế, thì nó ra ngẫu nhiên nó ra con số là 25 thì đúng bằng cái giá hiện tại của cái này thôi. Và mọi người nhìn thấy là cái khối lượng giao dịch này tuần này, trong tuần này kết thúc phiên thứ 6 ngày hôm qua đấy, thì giá cổ phiếu này thì đã có sự tăng trở lại và tiếp tục tăng từ 3 4 từ từ tháng từ 19 tháng 3 2024 đến bây giờ thì đã tăng 3 4 cây liên tiếp rồi. Rồi, và trước đó là cây 18 tháng 3 này, một cây nến rút chân này, rút chân lên, và thời điểm đấy thì thị trường đoạn này thì thị trường bắt đầu là giảm điểm khá mạnh, và sau một cái nến giảm điểm mạnh ấy thì thị trường bắt đầu hồi phục lại và bắt đầu rút chân lên, và con này bắt đầu tăng trưởng trở lại. Thực ra trong nhóm ngành ngân hàng nếu nó kéo trụ thì thị trường khả năng sẽ hồi phục lại vào chỉ số thôi, nên là con này cũng đại diện cho cái ngành ngân hàng kéo trụ lên thì nó đã kéo chỉ số lên. Và đi qua tí nữa về về cái con MVS này thì nó có những, đây là báo cáo tài chính rồi này, có quý này, về có những thông tin mới ra thì tổ chức hội đồng quản trị đấy thì có thường niên vào ngày họp thường niên và giao dịch không hoàn quyền là ngày 17 tháng 1 2024 đấy, thì có thông tin là tổ chức đây này, có thông tin mới ra ở đây thì mọi người đây cập nhật này, thông tin này
và MBS bổ sung niêm yết vào thêm khối lượng cổ phiếu là tầm 680.000 cổ phiếu là tháng 7 2023 rồi này, bổ sung thêm này. Thực ra trong ngành ngân hàng thì lợi nhuận chủ yếu là khoản vay và tự doanh này nhiều, và lợi nhuận thường là lợi nhuận doanh thu ấy thường nó đến từ những cái khoản là tự doanh và đến từ những khoản cho vay đấy, cho doanh nghiệp đấy, thường là lãi thường nó sẽ từ đấy mà trở ra trong ngành ngân hàng đấy, nên là những con này thì thường nó sẽ có những sóng trước đó là trước Tết này, từ đầu năm 2024 ấy, thì nó có những sóng trước Tết, lợi nhuận từ những khoản cho vay đấy đến hạn để đáo hạn đấy thì sẽ có những lợi nhuận như thế, thì nó sẽ có tăng trưởng. Về chi trả cổ tức và chi trả cổ tức năm 2023 thì mà bằng chung từ năm 2021 thì đến 2023 thì có chi trả cổ tức bằng cổ phiếu này, cổ phiếu là tầm 35 đến 15%, và năm 2023 thì có chi trả cả tiền mặt nữa, tiền mặt thêm 500 đồng nữa. Thì đây cũng là một cái dấu hiệu để cho thấy là sự làm ăn của công ty này cũng đang quá trình đi lên, và cũng đã có sự chia sẻ cổ tức đều cho các cổ đông. Về hồ sơ doanh nghiệp ấy, thì mình thấy là bây giờ thì cái đây tổ chức thì về tổng quan thì nó số lượng cổ phiếu tổ chức đang nắm giữ để làm 52 triệu 52%, nước ngoài thì đang nắm giữ khoảng 23%, và ban lãnh đạo thì đang giữ 0,65%. Các tổ chức và các tập đoàn thì đang tiêu biểu là có công ty công nghiệp viễn thông quân đội Viettel ấy, thì nó đang nắm giữ khoảng 19% này. Ngoài ra còn công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thì nắm giữ khoảng 9,88% là cổ phiếu. Ngoài ra thì các tổ chức như nước ngoài thì cũng đang nắm giữ số lượng cổ phiếu khá là nhiều. Đây là đơn cử như một số của tổ chức của Magala này, nắm giữ trên 10 triệu cổ phiếu này, và các tổ chức như Vingroup này cũng nắm giữ khoảng hơn 7 triệu cổ phiếu này, tổ chức nắm giữ khá nhiều, nước ngoài cũng đang đầu tư vào cái mã này, đang nắm giữ khoảng gần như là 1/4% của mã cổ phiếu này rồi. Ngoài ra thì cái tỷ lệ nhà đầu tư đầu cơ cá nhân ấy thì cũng đang nắm giữ khoảng 44%. Thế mọi người nhìn thấy là cái khối lượng giao dịch trong phiên ấy, trong một phiên giao dịch trong ngày đấy là cũng đạt ở mức độ thanh khoản là cao, khi mà trong những phiên giao dịch ấy, thường những đạt tỷ số lợi nhuận à tỷ số khối lượng khối lệnh trong phiên ấy thì là tầm 51 đến có phiên cao nhất là tầm 55 triệu này, là con số là khá là cao và thanh khoản khá ổn định này, để đánh giá mình mã cổ phiếu như này. Và trung bình nó cũng đạt tầm 30 triệu trong một phiên giao dịch của cổ phiếu này. Vâng, trên đây là đã đi qua về tổng quan về hồ sơ doanh nghiệp này, về báo cáo tài chính này, về tình hình của các chỉ số này, tình hình kinh doanh này, thì em nhận thấy là con cổ phiếu này thì tiềm năng tăng trưởng và
tốc độ kinh doanh thì là đang vẫn đang trên đà phát triển và không có thấy sự rủi ro gì ở mã cổ phiếu này, và thanh khoản cũng nhìn thấy là khá là ok và ổn định. Về vốn hóa thì cũng khá là cao, thì vốn hóa trên 132.000 tỷ là vốn hóa thuộc, đây là thuộc nhóm ngành blue chip rồi, là những nhóm ngành blue chip là những ngành đánh giá là khá là ngon và có tiềm năng tăng trưởng cao đang trong trong tương lai, và nó không sợ mất về thanh khoản cho anh chị. Và các chỉ số khác như EBS, P/E cũng đang ở đánh giá là ở mức độ là khá là ok. Tiếp theo là em sẽ phân tích về kỹ thuật một chút để đánh giá xem liệu cồn quả mã cổ phiếu này có thể tăng được đến tầm bao nhiêu và liệu có nên mua mua bán trong thời điểm hiện tại hay không, thì em sẽ phân tích kỹ thuật một chút. Về phân tích kỹ thuật thì em sẽ dùng cái chỉ báo là MACD và chỉ báo MA10 để đánh giá con này. Thực ra để đánh giá con này thì em nhận thấy là cái chỉ báo MACD bắt đầu từ tháng 3, từ 20 tháng 3 đấy, có chỉ số MACD, chỉ số đây cái chỉ báo Heiken 2C đấy bắt đầu nó cắt lên rồi này. Đây là cái dấu hiệu cho thấy là mã cổ phiếu này có dấu hiệu sẽ tăng trưởng, sẽ tăng trở lại. Thì hôm đấy nó đã bắt đầu tăng trở lại từ phiên từ ngày 20 này, có sự một cây nến tăng 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 bật tăng và đi qua cái đường A10 và 10 và đâm lên, thì giá đã nằm trên đường A10 vào phiên giao dịch. Thì sau khi những phiên tiếp đó thì nó vẫn vẫn tiếp tục tăng. Thì nếu mà để kỳ vọng thì em nó kỳ vọng nó trong thời điểm này có thể ngắn hạn nó sẽ tầm đạt ít nhất là tầm giá 6 6.5 hay 6.5. Tuy nhiên thì nếu mà để đánh giá về một mã cổ phiếu mà nó vượt qua đỉnh như thế này đấy thì để nó tăng trưởng thường nó cái đoạn nếu vượt qua đỉnh, cái đoạn đỉnh này sẽ bị điều chỉnh nhiều này. Nếu để nói về cái mã cổ phiếu mà vì giá vượt đỉnh là giá hay trước đó thì đỉnh nó là tầm 24.6 rồi và nó đã vượt đỉnh và nó vẫn tiếp tục tăng trưởng, vẫn tiếp tục tăng như thế này. Thì nếu mà nó kỳ vọng thì có thể kỳ vọng ngắn hạn, em rất là kỳ vọng là tầm giá 26.5, anh chị có thể quan sát ở tầm giá đấy có suy nghĩ và có nên chốt lời hay không, và đã sẽ dựa vào phản ứng của thị trường thôi. Nếu cái đoạn đấy mà thị trường xấu thì mình có thể cân nhắc là chốt lời ngắn hạn một ít ít và có thể là sau đó thì mình sẽ canh những nhịp điều chỉnh thì có thể mua lại. Còn nếu không thì nếu mà anh chị đầu tư trung hạn và dài hạn thì nói chung là trung và dài hạn thì mã này cổ phiếu này vẫn đang tăng trưởng là đều, vẫn là chu kỳ thì vẫn tăng của thị trường thôi. Thì con này thì khả năng em sẽ nghĩ là sẽ vượt vượt bậc qua vượt được qua cái mốc đỉnh này thì nó tiếp tục tăng nữa thời gian sắp tới. Mọi người nhìn thấy là cái MACD giá đường giá vẫn nằm trên đường MA10 này và MACD vẫn đang đi lên, thì kỳ vọng thì nó vẫn lên thôi, nó không có gì. Tất nhiên nó sẽ bị điều chỉnh như cái đoạn này như thế này này, nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh như thế này thì mọi người nên quan sát thôi, mọi người nên quan sát và theo dõi thôi. Thường thì nó có vẫn nó tăng, trong quá trình tăng thì nó cũng sẽ có quá trình giảm mà và điều chỉnh mà. Thì tất nhiên là cái đoạn này thì nó cũng đã bị điều chỉnh như đoạn giá tầm giá đỉnh rồi, giá 24.6 này nó đã điều chỉnh một phiên như này rồi này. Đây phiên này phiên động gọi là phiên điều chỉnh cho phiên phân phối đỉnh thì chưa phải, nhưng đây là phiên điều chỉnh thôi, điều chỉnh đỉnh thôi. Thì sau phiên này thì nó đường giá vẫn tiếp tục đi lên và những cái đoạn như thế này thì mọi người có thể canh ra ngoài để quan sát thôi, khi mà nó lại tiếp tục nó tăng trở lại thì lại vào. Ok, trên đây là em đã đi qua về phân tích mã cổ phiếu MVB này. Thì nói lại nha, em đang là trong chu kỳ là con này thì vẫn trong trung hạn thì dài hạn thì vẫn là tiếp tục tăng và ngắn hạn thì có thể nó sẽ kỳ vọng nó tầm 26.5 là một cái gần nhất. Tuy nhiên thì nếu mà nó vượt qua được 26.5 thì nó lại tăng, vẫn tiếp tục tăng nhé, nó không có giảm đâu, nên là đầu tư con này cũng khá là ok. Con này thì cũng là con trụ trong ngành ngân hàng mà,
mọi người yên tâm về đầu tư công này. Anh chị nào chưa like thì có thể like nhá, like video có thể. Như anh chị nào chưa mở chưa đăng ký kênh thì có thể đăng ký kênh. Và nội dung của video này sẽ kết thúc ở đây. Em ở trong của nhận định thị trường và hẹn mọi người trong những video về phân tích cổ phiếu tiếp theo.